Vũ kỳ. Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay thứ 6 thì bọn mình có đi gặp nhóm gái là ai để cho lộ diện về luôn. Nên mình đặt đội tập. Xin chào tất cả các bạn. Đây mình ở Vitexco. Tới hiện nay một nhóm Đa La Ngãi Ai là tập 12. Hôm nay mình sẽ đi thứ một người. Chào tất cả mọi người. Ủ mưu lâu rồi bây giờ mới được lộ diện. Tay ngắn quá không có đưa ra xa được nha. Ngày hôm nay là nguyên một nhóm Nala, những người đẹp trai đẹp gái của Nala tập bao nhiêu nhỉ? 12. Tập 12 sẽ cùng xuất hiện tại Vitexco. Hôm nay cả nhóm rủ nhau đi ăn hay đi lao. Chồng có thích ăn hay đi lao hay là chồng chưa ăn hay đi lao lần nào đúng không? Bây giờ thì mới có ai sao bạn Duy đúng không? Bạn Duy và bạn nữ chính Tâm là đã tới rồi thì bây giờ hai bạn nó đi toilet. Để hai người chồng đứng đợi. Để tí nữa ra mình quay lén. Đúng rồi đó. Đây là toàn bộ khung cảnh ở trên tầng 2 của Vitexco. Đã có nhà hàng Adila ở trên này. Bây giờ nhìn quay một vòng cho mọi người cùng thấy nhé. Đây. Yeah, đây, bạn Duy đang ở trong toilet đi ra. Rồi đi vô lại rồi, chắc quên đồ. Đây, bây giờ sẽ lộ diện nữ chính là một bạn khác. Yeah. Đây là Duy, đây là Tâm. Tiếng hôm nay chọn dress code là màu đen. Hôm nay tôi chơi nổi hai người mặc hai cái áo Mickey. All right, bây giờ mọi người sẽ di chuyển vào trong Heidi Lao. Đây là em Billy. Billy đẹp trai single chưa có bồ. Đâu rồi đang đẹp trai rồi. Hôm nay sao không mặc áo màu đen vậy? Mới đi làm giờ luôn á. Tí nữa phạt, đang trả tiền nha. Đây là chân dung của cái người mà không có mặc dress code á, xong rồi á hả, phải chạy ra bên này mua áo á. Xong rồi vô kêu cái áo đang sale á. Sale nhiêu tiền? 300 mấy à. Một bữa ăn được cộng thêm 300 mấy. Tí nữa cộng thêm 500 ngàn tiền ăn nữa, bữa ăn có 800 mấy. Ăn giỏi quá đang ha. Đó, rồi nguyên già ngồi đợi đây. Đó, đợi đây, trai xinh gái đẹp người đợi đây. Đây, đó. Đây là chân dung của cái bạn nữ. Đây đây. Nào, chân dung của bạn nữ. Ngày hôm mà đi quay á, tưởng bạn này bạn đăng. Tưởng là bạn đăng tham ao rồi dắt bồ lên sân khấu là bà này. Bà này không có biết dress code mà tự nhiên hôm nay bà mặc đúng dress code, còn ông đăng thì sai. Đó, đẹp trai rồi đó. Trời ơi. Rồi đang ngồi đợi luôn nguyên nhà. Nói bạn là bạn tí, thằng nói lệ. Bây giờ là đừng cho bạn ngồi. Rồi. Rồi. Nghe nó nghe nó. Anh quên. Ủa sao không thấy cáo vậy? Chưa quên đề bàn cho anh. Một bữa nữa hả bà? Từ từ nhờ đăng mà mình có cái món này ngon lắm nè. Đi đó. Bao bao người. Hôm nay hình như chỉ có màu xanh. Hôm nay có bánh màu xanh. Rồi vô bàn rồi, bây giờ mọi người chuẩn bị món nha. Ờ,
Ok, sau một hồi chụp 800 bức ảnh thì bây giờ mới được ăn. Ăn thôi mọi người ơi. Lộ auto rapper chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp nha mọi người. Lúc mà tay quá đang nãy giờ bắt đầu ăn cũng cho ăn, giờ bắt ho luôn rồi. Đây bây giờ cho mọi người xem đồ ăn nha. Rồi hôm nay ông đang cũng gọi mấy món nè. Xuất sắc chưa? À, bây giờ để tập trung ăn nha. Đóng máy. Đấy.
Tí ăn ba cái kem. Một lần cắn là một nửa cây. Lần thứ hai một nửa cây là xong một cái kem. Ăn ba cái kem. Má ăn gì em? Anh chị về mai thu. Mai thi đấu. Mai cho anh đá. Mai nhỉ? Mai năm giờ đá. Chị cũng không biết chị về tối. Sao Bình Dương? Mà thấy khó khó đúng không? Nghe thấy không có hỏi sao. Dạ, nghe nhìn đẹp quá ha. Thời gian sô-cô-la cho hỏi hả? Còn là ở giữa là tiếng sang. Cắn cái đầu răng bạn thấy chưa? Rồi xong mình không có ý là ăn sô cô la hết đi. Rồi chồng anh thấy nha đúng không? Rồi thử thách ra một cái hết lên trên này. Ghê quá là ghê lắm. Thôi ôi ăn không biết chị đưa luôn vậy con. Ok, bây giờ nhà nó tiếng mới vừa ăn xong. Di chuyển đi ra lấy xe rồi đi về. Sao chồng bóc mũi gì chồng kỳ? Đâu ngại mũi đâu có bóc. Ở này thấy bóc mũi luôn á, mọi người thấy tiếng bóc mũi đúng không? Ồ, hôm nay mặc áo chụp Mickey Super. Đây, đang đi trên đường. Nhà nó tiếng hay đi bộ trên đường này, đi ăn bánh tráng nướng. Hay chiều nhạc lắm, đem cái chén nướng nè, xong rồi đi ra uống rau mát nè. Ok, bây giờ đi tới chỗ lái xe. Ủa, chồng gửi chỗ mình hay gửi hả? Xe 2 tiếng rồi. Ok. Rồi, xin chào mọi người. Hai vợ chồng về lắm. Hai chồng về nhé. Rồi bữa nào, khi nào mà xách xe đi vòng vòng, ăn uống như nào, xem chồng quay cho mọi người xem sau. Vậy nha, bye bye chồng. Chồng có bánh cho vợ, quên mất bánh cho vợ. Đó, quay qua bánh nè. Ở đây mọi người. Cuối cùng là cũng đòi trả bằng 300 mấy chục ngàn. Trả bằng cái này đó, đó. Thầy bánh chết luôn. Thầy bánh chết luôn. Vô trả 300 mấy chục ngàn xong rồi cái mặt bầu bạo. Bật ra được. Mình mua bánh nào ta? Một bánh riêng vị ba, được tặng một bánh cheese. Hôm nay ông Tiến trả tiền. Ông Tiến vừa được thưởng tiền. Hôm nào cũng vậy. Tiến vừa được thưởng tiền. Biết là tiền. Rồi bây giờ chở nhau về nha. Bye bye. Không. Xách luôn rồi đồ. Xách luôn cái túi. Rồi, ok. Đây là người đàn ông tuyệt vời.